Ôi, xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái ba lăng lò xo của hãng Nittokoki, model là TNTW-2R01. Model này được sản xuất tại Hàn Quốc nha, Made in Korea ha. Đây có số serial. Mở hộp ra thì ta thấy là có cái lò xo và cái hướng dẫn sử dụng ha, bằng tiếng Nhật. Đây ha, hướng dẫn sử dụng của nó tiếng Nhật. Máy chính thì chúng ta thấy đây ha, cái ba lăng của nó, đây cái mặt chính của nó ha. Mặt chính của nó thì có tên hãng ba lăng AC Modern, capacity của nó từ 1 đến 2 kg, cái stroke là cái bước của nó, làm cái dây của nó là 1.5m ha, dây dài 1.5m. Mỗi đây có cái model ha. Đây là số xe Reno, nó khắc trên đây luôn ha, khắc trên đây ha. Thì ở dưới sàn này nó có cái nấm này ha, cái nấm này để chúng ta ấy thôi, nấm này để chúng ta nói chung là để khóa lại thôi chứ không có gì ha. Đó, còn cái nó này là để mình treo lên, mình treo để mình kéo ha. Cái đầu này là để mình móc vào, móc vào cái quật để mình kéo lên ha. Đây chúng ta thấy cái lò xo nó, chúng ta có thể kéo ra, kéo vào ha, nó tự động kéo vào rất là dễ sử dụng, rất là tiện dụng. Chúng ta treo đứng lên và cái này, cái đầu này chúng ta kéo ha, chúng ta treo cái vật vào ha, cũng rất là dễ sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.